Sáng hôm nay ăn mì xào và cháo cùng bắp thảo sườn các bạn nha, rất ngon. Phố Cơ Điều quận 5 ngay bên cạnh nhà xe Hùng Cường đằng kia luôn, đi Châu Đốc. Đây, chỗ này hủ xịt kìa. Đây, hủ xịt, coi trời. Đây. Các bạn, hiện tại là khoảng 8 giờ rưỡi sáng ngày 28 tháng 12 2023. Đây là đường Phó Cơ Điều, quận 5. Vị trí chính xác ở đây, số 42 Phó Cơ Điều ha. Đằng kia là nhà xe Hùng Cường. Các bạn nhớ Hùng Cường không? Đi Châu Đốc đó, có khách sạn luôn. Rồi, sáng hôm nay chúng ta đến đây, hẻm 42 Phó Cơ Điều, phường 12, quận 5, ăn sáng. Ở đây là bán hủ tiếu mì xào với lại cháo ha. Kế bên có bán cơm tấm nữa kìa. Dạ. Rồi, hai dĩa mì xào. Dạ. Rồi. Bao nhiêu tiền chú ạ? 32 một dĩa em. Dạ. Bao nhiêu tiền chú? 32.000. 32.000 dĩa. Dạ rồi. Cháo nhỏ thì 20, cháo lớn thì 25. Vậy hai dĩa mì xào với một cái cháo nhỏ à? Rồi. Đây. Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chú ạ? 6 giờ bắt đầu, 6 giờ có bán tới 10 giờ mấy. 10 giờ rưỡi, nhiều khi không nói vô chừng lắm. Dạ dạ. Thì tính giờ mấy không chừng luôn hết. Ngon đó. Cái nước mắm chắc một lát chen riêng được không? Được, được, ăn thua dạ. Em thôi. Dạ dạ, cho em riêng nha. Dạ. Dạ. Mình bán đây bao nhiêu năm chú hả? 15 năm. 15 năm hả? Chú người quản hả chú? À, nó còn dành. Còn dành đây. Rồi. Rồi, cháu đây, đâu, cháu không gì bắt thảo. Lấy cái phần nhỏ thôi. Ủa này cháo sườn với một chiếc bánh thảo ha. Dạ. Ủa nghe mùi thơm dữ vậy. Rồi xin phép chụp cái hình cái đã rồi. Vô. Rồi này, chỗ mình ngồi ăn nha. Cái này là 32.000. Có nước tương và nước mắm. Chén cháo này là 20. Bắt thảo với sườn. Rồi trà đá. Rồi để mình ngồi xuống chụp cái hình người ăn. Cái hẻm của mình yên ghê. Để nó chạy qua tuốt bên kia quý. Ngồi xuống các bạn ha. Bây giờ hai chén nước mắm. Chén nước tương nó hơi mặn chút xíu, nhưng mà nước mắm rất ngon. Không biết diễn tả làm sao nữa. Nó mặn mặn, nó ngọt ngọt mà nó thanh thanh làm sao á. Ớt thì cay á. Nhưng mà cái này ăn với mì xào thì đúng rồi. Nó khác của người Việt nha mày. Không phải giống người Việt nha. Cái nước mắm này là khác của người Việt. Nó nhẹ nhẹ. Nó lợ lợ á. Nó có chút xíu mặn mặn, chút xíu ngọt ngọt mà chút xíu. Nhưng mà nó không được đậm. Nó không đậm, nó không lên đậm. Nó rất là nhạt luôn á. Mà gọi là chan vô để húp á. Húp luôn á. Thì mà ăn thì ngon. Ok rồi, thử cái phần mì để lát chan vô sẽ biết liền. Rồi, một lần nữa nha. Bên cạnh hơn, để ăn thử đi Quy. Xa xíu, hột vịt với lại gà 32.000 đồng. Ê, thôi là còn dành không hả? Mì gật cái đầu là sao? Xa xíu thơm à. Xa xíu thơm à. Ok, nghe tới tao coi. Buổi sáng ăn nhẹ bụng. Xịt hủ xịt. Hey, chanh này hủ xịt ngon lắm các bạn.
đầu tiên diễn tả về cọng mì nha. Đây là mì áp chảo các bạn, mùi lên rất thơm. Cái hai là phần xá xíu có vị ngọt nhẹ, mùi rất thơm đấy các bạn, mặc dù là hơi tẩm màu chút xíu. Đây, cái phần gà xé với phần trứng thì mấy là bình thường nha. Cho thêm cái phần nước mắm vô ăn đậm đà, cay cay. Cái phần cháo đây rất thơm và nhuyễn các bạn. Hột vịt Bắc Thảo rất thơm, phần sườn trong cháo ngon luôn. Đó, bạn nào thích ăn cháo ghé qua đây, bạn nào đi nhà xe Hùng Cường ghé qua đây ăn trước khi lên xe. Không biết bán lúc mấy giờ nãy quên nói rồi. Chê, mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ em nãy mình quên rồi ta? 6 giờ tới 10 giờ. À, 6 giờ sáng tới 10 giờ, đó 6 giờ sáng cũng như là đủ để đi xe rồi. Đó là lần thứ hai. Xá xíu cũng ngon à? Ừ, xá xíu thôi. Xá xíu thơm, cái tộc là thơm phức. Trà đá bình thường nha, trà đá không có mùi gì hết mày. Trà nó màu vậy thôi, chứ là màu. Nó không có mùi. Không có mùi gì hết á, cái trà đá là của người cái bên bán. Lấy trà lại chút xíu rồi tính 5.000 cũng được, sao cái trà này không có mùi gì hết. Rồi ngon là được rồi, ngon, trà này ngủ xịt. Xong ngon các bạn ha, quên hỏi cái thêm thông tin này nữa. Xúc, Tết này xúc bán tới ngày mấy vậy? Tết đó, Tết 2024 là Tết sắp tới á, bán tới ngày mấy Tết? Có 30, bán 28. Bán 28 Tết, rồi mùng mấy mình khai trương lại? Mùng 8 luôn hả? Ồ, vậy đã bán được tới 28, ok. Mùng 1 với ngày rằm mình vẫn bán đúng không? Mùng 1 nghỉ. Mùng 1 nghỉ ngày rằm? Mùng 1, 15 nghỉ. Mùng 1, 15 nghỉ, rồi, nghỉ trả 2 tiền. Ngày, ok, trả tiền rồi đi thôi. Rồi, chạy ra ngoài. Bên đây hạnh phúc cái điều bên kia là không kêu. Ok. Buôn bán rất vui vẻ nha. Dễ thương. Như vậy là có thể vào hai hẻm. Cái hẻm này có nhiều cây xanh. Ở đây là hẻm 59 Thuận Kiều. Như vậy là 59 Thuận Kiều. Bên kia là 42 Phó Cơ Điều. Rồi, đó, đường nào vô cũng được. Ok. Rồi, nhìn rõ con đường rồi. Vô từ Phó Cơ Điều hoặc là Thuận Kiều. Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5. Rồi, góc giao với đường Gò Công. Đi qua con kênh. Trời ơi, nó điện vui vậy. Góc giao với đường Bãi Sậy. Ây da, ngoài vậy đẹp quá. Góc giao với đường Gia Phú. Là 9 giờ sáng các bạn ha. Đây đường Gia Phú quận 5. Ăn mì xong, ăn cháo xong, bây giờ qua đây ăn xương sáo. 2 trong 1, xương sáo sữa, xương sáo hạt é. 3 trong 1, xương sáo sữa hạt é. Tiều cho nắng nha. Ở xúc cái xương sáo mà chén kia là nóng hay xúc ha? Dạ. Mình bán đây là từ mấy giờ tới mấy giờ xúc? 8 giờ rưỡi tôi ra. Dạ. Thường là tới khoảng độ mấy giờ ạ? 8 giờ rưỡi ra rồi 5 giờ mấy vậy? Dạ. Cái xương sáo này là xúc tự làm luôn hay là tự làm luôn ha? Dạ. Đây, ở Sài Gòn có bán xương sáo nóng. Một chén xương sáo bao nhiêu tiền xúc? Xương sáo 10.000 chén.
10.000 chén. Rồi của con chỉ là xuyên 6 không thôi, không có bỏ gì hết. Khoan cùng chất. Quỳ mày ăn có xuyên 6 lạnh có hạt ẻ không? À, bụi dâu. Dạ con ăn luôn. Dạ. Dạ, khoan không để ngậm cái mùi nữa. Chính xác cái vị luôn. Rồi. Vậy là của mày là của hạt é luôn hả? Rồi của nó cho hạt é luôn hả Xúc? Của nó là đầy đủ á. Mày nhưng mày có nước cốt dừa không mày? Không có nước cốt dừa. Tao quên lộn. Có sữa, có sữa. Không có nước cốt dừa nha. Có sữa. Xuyên sáng này là chỉ có đường thôi. Mày có lấy sữa không? Không. Không em. Rồi. Xuyên sáng nước dừa của miền Tây rồi. Rồi. Rồi ok. Dạ rồi, cảm ơn Xúc. Quay vô góc lên. Hôm nay nó hơi tối khó quay lắm. Rồi kéo lên. Đó rồi, con cảm ơn. Hổ là. Rồi để tôi. Rồi ăn luôn. Đó. Đây là cách ngồi nha. Ê để chụp cái xuyên sáu của Quy. Rồi vô. Tính ra mình bán này bao nhiêu năm Xúc à? Giờ tôi bán đâu rồi, chưa giải phóng mà không bán rồi á. Là từ từ ba của A Xúc luôn. Trước năm 75 tới giờ chắc cũng khoảng độ 50 năm hơn mà. 60 năm hơn dạ, vợ Xúc lớn tuổi mà, dạ. Con hỏi chút xíu là mỗi một ngày như thế này á, là Xúc bán từ 8 giờ rưỡi sáng bán tới 5 giờ chiều. Vậy làm xương sáo ở nhà là ai làm? Người nhà làm hả? Dạ. Thử cả hai chén xương sáo các bạn nha. Bên của Quy mình thử ít, bên của mình ăn nhiều hơn. Cái xương sáo nóng này nó có một điểm đặc biệt là nó rất là dẻo. Nó sẽ không có bị nó cứng á, cái này nó thiên vị bị dẻo vậy các bạn nha. Mùi thơm nhẹ nhẹ, vị đắng cũng rất nhẹ. Ở đây cái phần đường mà Xúc sử dụng hình như là có mật ong thì phải. Có một miếng mật ong. Có mật ong, cái mùi nghe mật ong. Vị ngọt dịu dịu. Nói chung là ngon á. Một chén vậy là bao nhiêu đó? 10.000. 10.000. Xúc định mở nhạc, Awi kêu tắt, đang quay video. Xúc, con hỏi cái này chút xíu là cái nguyên liệu mình để làm xương sáo này á, là mình mua ngay tại Việt Nam, mình ngay khu phố Việt Nam hả? Dạ. Là ngay cái khu vực mà gọi là bán thuốc bắc rồi đúng không Xúc hả? Dạ. Nó ngon á. Cô là người tiều để mua xương sáo. Ồ, những cái cây hoa dễ là đẹp quá. Rồi các bạn từ từ nhảy nha. Đây là góc đường bãi sậy. Đây có cây hoa giấy. Quán cà phê Bell cà phê mang đi cà phê sữa đá 17.000. Ôi hoa giấy kìa. Ôi nó nở hết luôn. Sáo xong đi ra ngắm hoa giấy. Cả một trời xuân luôn.
giờ thì rất nhiều.